Ở trận lượt đi hôm 12 tháng 10, Indonesia đã thắng Brunei 6-0 trên sân nhà. Trong trận lượt về diễn ra tại Brunei tối 17 tháng 10, đội bóng của Hulven Sintayan đã chơi rất thoải mái. Không mấy khó khăn để Indonesia ghi thêm 6 bàn nữa vào lưới Brunei. Những người lập công cho đội bóng xứ vạn đảo trong trận đấu lượt về gồm có Hoki Karaka ở phút thứ 6 và 44, Egi Maulana ở phút thứ 42, Wita Sulaiman ở phút thứ 47, Rizky Ritho ở phút thứ 63 và Ramadan Sanata ở phút thứ 82. Với chiến thắng 6-0 trong trận lượt về, Indonesia thắng chung cuộc Brunei với tổng tỷ số 12-0 sau 2 lượt trận. Chiến thắng đậm này đưa đội bóng xứ vạn đảo vào thẳng vòng 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Tại vòng loại thứ 2, Indonesia sẽ chung bảng F với đội tuyển Việt Nam, Iraq và Philippines. Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2023 và kéo dài đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Ngoài Indonesia, Singapore và Myanmar cũng giành vé đi tiếp. Singapore thắng Guam với tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận, còn Myanmar thắng Macau với tỷ số 5-1. Singapore sẽ nằm chung bảng C với đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Myanmar sẽ rơi vào bảng A cùng với Nhật Bản, Syria và Triều Tiên. Trong khi đó ở chiều ngược lại, các đội bóng thuộc Đông Nam Á bị loại sau vòng loại thứ nhất gồm có Campuchia khi thua Pakistan với tỷ số 0-1 sau 2 lượt trận, Timor-Leste thua Đài Loan với tổng tỷ số 0-7 sau 2 lượt trận, Lào thua Nepal với tổng tỷ số 1-2 sau 2 lượt trận và Brunei thua Indonesia với tổng tỷ số 0-12.